một quả rất hay, rất là hình thường. Và dâu tây là một hạt quả có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và dâu tây cũng là một hạt quả có hình dáng rất đáng yêu giống như em bé chúng ta đây. Tiếp đến là minh quân trong trang bị trái dừa. Trái dừa ngọt này thành mát là thức uống giải khát thành nhiệt, đặc biệt hiệu quả trong mùa hè. Còn đây là bé An Yên trong trang bị quả bơ, một loại quả có phần dinh dưỡng vô cùng phong phú và bổ sung. Đến là bé hoa nước trong trang phục năm mùa, một loại hoa quả đặc trưng của vùng nhiệt đới. Và đây là bé nguyệt diệu vô cùng dễ thương trong trang phục quả nào. Em bé tuấn kiệt trong trang phục trái dứa, một loại quả được ví như đường cầu ánh, cầu đôi thân nhiệt, giá đứng hiện tại. Bên trong hàng ngào. Tiếp theo là bạn nhỏ Minh Anh trong trang phục quả táo. Đây là một trái cây vô cùng đẹp mùa và hấp dẫn với các bạn nhỏ. Và đây là bạn nhỏ Thiên Ân trong trang phục dưa hấu. Kết quả đưa ta vào thế giới cổ tích với câu chuyện Hai An Tiên. Đây là trang phục quả thanh long, cô đeo trái cây được làm bằng thân dừa và nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vâng, và đây là em bé Minh Nhi vô cùng đáng yêu trong trang phục quả nho. Xin mời quý vị một lần nữa chúng ta hãy cùng ngắm nhìn phần biểu diễn thời trang của các em bé đáng yêu trên sân khấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới một chiều này.